những dịp đại lễ trong giáo hội Công giáo như đại lễ Giáng sinh, hay là một kỷ niệm nào đó tổ chức kỷ niệm giáo sứ 100 năm, 50 năm hay ngân khánh kim khánh linh mục vân vân. Tất cả những điều đó sau những thánh lễ như vậy khiến cho nhiều người cũng không khỏi suy nghĩ về cách bài trí trang hoàng lộng lẫy. Trên mạng báo chí có những bài như là nghề đi tu hay là đời sống xa hoa của một linh mục và thậm chí của một giám mục. Những bài này nhằm phản ánh dư luận của dân chúng về phong thái của những người đi tu, để nhắc nhở cho giới tu hành rằng phải xem xét lại lối sống của mình sao cho đích đáng. Bởi lẽ ngày nay người ta đã tôn thờ vật chất quá nhiều. Đời sống thực là dư giả, vật chất là ưu tiên của người đời. Đó là lẽ đương nhiên, bởi nó cũng là một điểm tốt để lo cho đời sống được sung túc hơn. Nhưng phải chăng câu hỏi lớn đặt ra, đây có phải là mục tiêu để cho người đi tu tìm đến hay không? Hay mục tiêu đích thực là Đức Kitô mà khởi điểm ơn gọi của họ, bắt đầu tìm kiếm để rồi mai một theo thời gian? Vì họ sống trong xã hội và ít nhiều cũng bị vương vấn đâu đó ảnh hưởng không nhỏ trong đời sống tu trì của mình. Sự hoành tráng xa hoa, sự khoe khoang, phải chăng đó cũng là những điều mà nhiều người đặt ra câu hỏi lớn là đi tu để làm gì? Thiết tưởng đây là lúc nên đặt lại vấn đề. Linh mục và của cải trần gian, theo các chỉ dẫn của Thượng Hội đồng Giám mục, thời gian tài liệu đó ra đời tính đến nay, ngót nghét gần 50 năm rồi. Kể từ năm 1971, Thượng Hội đồng Giám mục họp tại Roma. Nhưng giá trị và tính thời sự của nó thực sự vẫn không thay đổi, vì đó là đề tài cần thiết và lâu lâu cũng cần phải nhắc lại. Thật vậy, trong các đòi hỏi phải từ bỏ của Chúa Giêsu đưa cho các tông đồ, có một đòi hỏi về vật chất và đặc biệt đó là tiền của. Thánh sử Matthew chương 10 câu 21 và Thánh sử Luca chương 18 câu 22 có nói. Và thực chất đó cũng là một đòi hỏi được gửi đến cho mọi người Kitô hữu theo tinh thần nghèo khó, nghĩa là gỡ lòng mình cho khỏi dính bén của cải để có thể thanh thản phụng thờ Chúa và quảng đại phục vụ tha nhân. Nghèo khó là một hình thức cam kết dựa vào lòng tin vào Chúa Giêsu và lòng mến dành cho người. Hình thức này đòi phải có sự thực tập, một sự từ bỏ của cải tương ứng với đời sống và ơn gọi cũng như là bậc đời của mỗi người theo ơn gọi riêng, ơn gọi Kitô hữu với tư cách riêng của mỗi cá nhân hay là chung của một cộng đoàn thánh hiến. Tinh thần nghèo khó có giá trị đối với mọi người. Tinh thần nghèo khó ở đây không có nghĩa là chúng ta sống kiểu khố rách áo ôm, không đồng xu dính túi để rồi cuộc sống lâm vào cùng cực, dẫn đến người Việt chúng ta vẫn có câu bần cùng sinh đạo tặc. Mỗi người phải thực hiện theo cách nào đó cho phù hợp với tin mừng. Đức nghèo khó mà Chúa Giêsu yêu cầu các thánh tông đồ thực hành, đó là một mạch suối tu đức không vơi cạn. Đức này không dành cho những nhóm đặc biệt mà thôi, vì tinh thần nghèo khó cần cho mọi người, ở mọi nơi và trong mọi thời. Thiếu sót trong vấn đề này, đó là đi ngược lại với giáo huấn của tin mừng. Tuy nhiên, trung thành với tinh thần này không có nghĩa là phải từ bỏ mọi sở hữu hay là bãi bỏ quyền sở hữu của cải vật chất đối với các Kitô hữu hay là các linh mục, giám mục. Nhiều lần huấn quyền đã kết án những ai chủ trương như thế và tìm cách hướng dẫn tư tưởng và hành động theo đường lối thích hợp hơn. Trong nhiều trường hợp phải đứng trước những tình trạng khó khăn, Hội Thánh đã tìm cách vượt qua bằng nhiều hình thức, nhất là bằng cách kêu gọi lòng hảo tâm của các tín hữu để có phương tiện lo việc thờ phượng. Đến đây, thiết nghĩ rằng, nếu như người Kitô hữu đang sở hữu rất nhiều của cải vật chất, giàu có về vật chất nhưng lại không có tinh thần nghèo khó, thì hỏi chăng người ta có thể chia sẻ với giáo hội được không? Hoạt động bác ái, nuôi dưỡng linh mục, làm việc truyền giáo, tất cả đều là sự cộng tác và thể hiện với tinh thần nghèo khó của biết bao nhiêu con người Kitô hữu đang thể hiện với giáo hội ngày nay. Đức nghèo khó theo tin mừng không hề khinh chê của cải trần gian, vì những thứ này được ban cho con người là để sống và hợp tác với chương trình sáng tạo của Thiên Chúa.
theo Công đồng Vaticano II, linh mục cũng như là mọi Kitô hữu vì có nhiệm vụ ca tụng và tạ ơn nên phải nhìn nhận và tán dương lòng quảng đại của Cha trên trời được biểu lộ trong các của cải trần gian. Những công đồng còn nói thêm là các linh mục đang khi sống ở giữa thế gian thì phải luôn nhớ rằng mình không thuộc về thế gian này. Thánh sử Gioan chương 17 từ câu 14 đến câu 16 đã nói như vậy. Tuy vậy, linh mục phải gỡ mình ra khỏi mọi ràng buộc quá đáng, hầu đạt được một tư thế thiêng liêng thích hợp hơn. Đừng hùa theo, đừng ăn theo, đừng xô bồ và đừng thể hiện quá về vấn đề vật chất mà quên đi điều sâu xa và điều đáng trân trọng hơn, đó là tôn vinh đời sống tinh thần, đời sống đạo đức của mỗi con người được trao phó bởi chức vụ của mình. Đó là một vấn đề tế nhị. Vì hội thánh thi hành sứ vụ giữa thế gian và của cải vật chất, đó là hoàn toàn cần thiết cho con người để được phát triển. Chúa Giêsu đã không cấm các tông đồ nhận các thứ cần thiết cho đời sống ở trần gian. Xin nhắc lại, những thứ cần thiết chứ không phải là những thứ dư giả. Người cũng xác nhận quyền của các ông khi sai các ông đi rao giảng. Người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Chúa Giêsu có thể nhắc nhở những môn đệ của Ngài với những điều tối thiểu, đó là sự sinh tồn. Thánh sử Luca chương 10 câu 7 và Thánh sử Matthew chương 10 câu 10 cũng nói như vậy. Thánh Phaolô cũng nhắc cho các tín hữu Corinto rằng Chúa truyền cho những ai rao giảng tin mừng phải sống nhờ tin mừng. Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Corinto trong thư thứ nhất chương 9 câu 14. Người được học lời Chúa thì hãy chia sẻ mọi của cải với người dạy dỗ mình. Vì thế, các linh mục có của cải vật chất để sử dụng, đó là điều chính đáng, theo lệnh truyền của Chúa và giáo huấn của giáo hội. Nhưng về việc sử dụng vật chất hay là sở hữu vật chất như thế nào, thì phải xét lại theo tinh thần tin mừng và sống đúng tinh thần nghèo khó để rồi không phải xa lầy. Về điểm này, công đồng đưa ra những chỉ dẫn cụ thể. Trước hết, việc quản trị tài sản chính thức của Hội Thánh phải được bảo đảm theo các luật lệ hiện hành. Với sự trợ giúp của các giáo dân thành thạo, những của cải này phải luôn luôn được sử dụng để lo cho công việc thờ phượng, bảo đảm cho linh mục một sức sống vừa đủ mà thôi, yểm trợ các công việc tông đồ, bác ái, và đặc biệt giúp cho người nghèo. Những nguồn lợi do công việc đạo đức hay là chức vụ linh mục mang lại phải được dùng trước hết là để bảo đảm đời sống và hoàn thành những bổn phận của đấng bậc mình. Và phần còn lại thì phải dùng để mà phục vụ hội thánh và những công việc bác ái. Phải đặc biệt nhấn mạnh đến điều này là bất cứ một chức vụ nào trong hội thánh được trao cho các linh mục và cả các giám mục nữa, không bao giờ được coi đó là một cơ hội để làm giàu cho cá nhân hay là cho gia đình của mình. Vì thế các linh mục chẳng những không được dính bén của cải, mà lại còn phải tránh mọi dáng dấp ham muốn và cẩn thận loại bỏ mọi hình thức buôn bán, thể hiện, khoe khoang để mà tôn vinh mình. Tụ trung nên nhớ rằng, trong việc dùng của cải thì mọi sự đều phải dựa vào và diễn ra theo ánh sáng của tin mừng. Khi linh mục làm hay là quản trị những công việc đời không thuộc phạm vi thiêng thánh hay là tôn giáo cũng phải tuân theo nguyên tắc nói trên. Thường Hội đồng Giám mục năm 1971 đã tuyên bố rằng, bình thường linh mục phải dành toàn thời giờ cho công việc theo chức vụ và tuyệt đối không được tham gia vào các việc đời và coi đó như là mục đích chính. Những công việc này không thể diễn tả cách thỏa đáng trách nhiệm riêng biệt của linh mục. Thường Hội đồng cũng đã bày tỏ thái độ và lập trường trước khuynh hướng muốn tục hóa hoạt động của các linh mục, muốn linh mục làm một nghề như những người khác ở đời. Quả thật, có những trường hợp và ở những nơi người ta không biết Chúa Kitô, nên cách hữu hiệu nhất để đưa Hội Thánh đến với họ là có những linh mục cùng làm việc, sinh sống như họ và ở giữa họ như các linh mục. Ngày xưa, khi đem đạo đến một nơi nào đó thì các ngài phải sống với đời sống bình thường, lao động như mọi người ở nơi các ngài đến. Lòng quảng đại của những linh mục này thật đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, vẫn phải coi chừng vì làm như vậy, linh mục có thể đưa xuống hàng thứ yếu hay loại bỏ thừa tác vụ của mình và quên đi căn tính của mình. Vì mỗi nguy cơ này như là kinh nghiệm chứng tỏ, công đồng đòi linh mục nào muốn làm việc lao động như những công nhân phải được giám mục của mình ưu thuận và cho phép.
Một đòi hỏi cao hơn nữa là một tinh thần nghèo khó phải được ghi dấu ấn lên cách ăn ở, thái độ, cử chỉ, đời sống và bộ mặt của con người linh mục. Con người linh mục được gọi là mục tử và là người của Chúa cơ mà. Điều ấy có thể diễn ra bằng một thái độ vô vị lợi, một sự dứt bỏ đối với tiền bạc, một sự từ chối mọi thứ ham muốn, danh vọng, quyền lực, chiếm hữu của cải vật chất, một lối sống đơn sơ, một nơi ở bình thường và ai cũng có thể đến được. Không có gì xa hoa, không có gì là đại cát, không có gì là phô trương, nhưng thực sự là sâu lắng đạo đức thánh thiện. Lạy Chúa đừng để con quá giàu, và lạy Chúa đừng để con quá nghèo, vì nghèo quá làm con nghi nan, và giàu quá làm con xa hoa. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa, không cần đáp đền. Cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi, thì lạy Chúa cuộc đời con đây, chọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Lạy Chúa đừng để con quá tài, và lạy Chúa đừng để con yếu hèn, vì hèn yếu làm con bi quan, và tài cán làm con kiêu căng. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa, không cần đáp đền. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi, thì lạy Chúa cuộc đời con đây, chọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Lạy Chúa đừng để con quá buồn, và lạy Chúa đừng để con đắm chìm, vì chìm đắm lòng con đi hoang, và buồn chán làm con vong ơn. Con chỉ xin một mối tình là phục vụ Chúa, không cần đáp đền. Cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi, thì lạy Chúa cuộc đời con đây, chọn đời con đây hiến dâng cho Ngài, mãi mãi không bao giờ đổi thay. Vì lạy Chúa cuộc đời con đây, cuộc đời con đây có gì cũng là của Chúa đây thôi.
rồi thì lạy Chúa, cuộc đời con đây, trọn đời con đây hiến dâng cho Ngài mãi mãi.